Sáng hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn những cái món ăn sáng tại quê hương Nam Định của mình. Và trong cái list đồ ăn đó thì mình sẽ giới thiệu dần dần tới các bạn nha. Ở Nam Định thì cũng có rất là nhiều đồ ăn vặt ngon, rồi tất cả những cái đồ mà mình muốn chia sẻ tới các bạn. Nhưng trong buổi sáng đầu tiên nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món ăn mà mình rất hay thường ăn, và giới thiệu với các bạn thêm một cái người đồng hành cùng với mình nó, đó chính là ai thì xin mời các bạn. Chị Hello, mình là chào. Đi xuyên Việt đây. Hôm nay lại rất là may mắn và được anh Quang dẫn về quê của mình là thành phố Nam Định để cho mình có một cái buổi trải nghiệm về văn hóa và món ăn ở quê hương của anh Quang. Và sáng hôm nay anh Quang sẽ giới thiệu cho em món gì ha anh? Ở Nam Định thì buổi sáng có rất nhiều món ăn sáng, và cái món giới thiệu cho em đầu tiên hôm nay đó chính là món gì thì em sẽ đi theo anh. Hello, xin chào các bạn. Giờ anh Quang đã dẫn mình tới cái địa điểm ăn uống rồi. Ừ. Cái địa điểm đó là gì ha anh Quang? Đây, giới thiệu với Lợi và các bạn, đây chính là một cái quán bún chân giò ở trên con phố Minh Khai nha các bạn nhé. Anh ơi, địa chỉ ở đây nhà mình là bao nhiêu Minh Khai anh nhỉ? 290 Minh Khai các bạn nhá. Quê hương của ông Trần Tế Sương á. Đấy, đấy, giới thiệu các bạn, đây là anh chủ quán nha. Ok. Chị đang cho mì chính vào đấy hả? Em thấy nước này cũng đủ ngọt rồi mà. Chắc là theo sở thích của khách rồi đúng không chị? Và chị chủ quán dùng luôn cả một cái, đây gọi là cái gáo inox để múc luôn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là chị chủ quán nha. Các bạn nhìn những cái bát chân giò chị làm có hấp dẫn không ạ? Các bạn để ý nha. Và đây là một trong những cái món ăn yêu thích của người dân Nam Định các bạn ạ. Trong buổi sáng. Chứ chị bán cái hàng này được lâu chưa chị? Chị bán được 20 năm rồi. Chị bán được 20 năm rồi ạ. Thì cái món ăn này chị có thể giới thiệu sơ qua cho mọi người biết là trong cái món ăn này là có những cái gì không ạ? Chân giò thôi em ạ. Chân giò ạ. Riêng mẻ lắm thôi. Dạ vâng. Theo cách chế biến riêng của chị. Chị mở hàng từ lúc mấy giờ hả chị? 4:30 sáng ạ. Thì bán cả ngày hay chỉ bán mỗi buổi sáng không thôi? À, đấy ạ. Thường thường là bao nhiêu tiền một bát bún? 40.000 à chị? À. Dạ. Và làm cái món này thì nó cũng mất nhiều thời gian không chị? À đấy ạ. Đây là bún chân giò giả cầy các bạn ạ. Đấy, nguyên cả một cái khúc thịt to đùng luôn này. À. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. À.
ngay cục thịt mà bạn thích luôn, lại thì không có ăn mỡ ra nên mình nạt thôi. Nhưng mà anh Quang rất là nhiệt tình là cho kêu gọi cho mình cái tô có thịt nạc và cái cục tròn tròn ở đây là mình kêu là cục gì nha? Viên mọc em ạ. Mọc cũng làm từ thịt xay ra đấy. Nếu bát của anh chỉ có nguyên thịt không thôi. Và cho các bạn xem cái miếng thịt mà nó lẫn cả da này, vì lợi không có ăn được da. Đây miếng thịt của Quang đây. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Nguyên cả một miếng thịt to luôn nha. Đây đây mình sẽ đưa sát vào cái đó. Mình ăn kèm với bún chấm nhé các bạn nha. Đây bún đây. Đó các bạn nhìn thấy bún nha. Mình sẽ ăn kèm với bún chấm, gọi là bún chân giò giả cây chấm. Mình cứ dịch như thế đi. Rồi, ăn nha. Xin mời anh Quang. Xin mời các bạn nha. Mình sẽ thử một chút nước xem là đã vừa chưa, mà cần bổ sung thêm cái gì không. Vừa luôn rồi đó, chỉ có cho thêm ít ớt thôi. Mình cho tương ớt nha. Đấy, thêm một chút ớt này. Ai có ăn được kèm với măng, cái măng ngâm này, ở đây có cái món măng ngâm rất là ngon. Không măng nữa cả nhà. Em cho vào đây. Hấp dẫn quá. Ngon không? Anh ăn luôn nha. Đúng không? Mà... là bạn cũng ăn nữa. Thật mềm quá bạn, thật mềm. Giống như xíu mại mình ăn ở nhà mẹ mình làm. Mình ăn nếm thử một cái cục thịt này. Nào. Mời các bạn. Miếng thịt này các bạn, cái lớp mỡ vẫn rất là mềm. Thì người ta ninh lên thì nó sẽ mềm, thịt nạc thì không bị khô nha. Ăn thơm thì nó ngấm cái gia vị gồm có riềng, mẻ, mắm tôm. Nó đặc trưng của cái ba cái gia vị đặc trưng của cái món chân giò giả cầy này các bạn nha. Ăn rất là thơm luôn. Rất là hấp dẫn. Mình đang có chấm kèm với cái gì không? Hay là... vì cái này là người ta tẩm ướp thì đã vừa vặn rồi, thì tùy theo cái khẩu vị của từng người, nếu mà muốn ăn mặn hoặc là thích chấm thì là mình sẽ chấm, còn không là mình cứ thế này mình ăn thôi các bạn. Rất là ngon. Mình chuyển máy qua bên nào. Bây giờ sẽ lại ăn cục. Không, cháu quay mặt của cháu mà, chứ không đây là cái máy chia ra bên này thôi mà, cái màn hình cháu quay bên này không ạ? Ông ăn tự nhiên, cháu không làm phiền ông đâu. Đây, xin mời cả nhà. Thật mềm quá nhà ơi, thật mềm. Thật mềm. Có nghĩa là con thịt sẽ hầm rất là lâu rồi. Cảm giác là rất là mềm và nóng nóng. Nóng nóng như là lúc nóng nha. Rất là thơm. Cái vị này ở trong Cà Mau của em có cái vị này không? Dạ không. Cũng giống như cục thịt luộc nhưng mà khác ở đây là có thêm một cái vị nữa, cái nước nó chua chua, khác biệt là cái chỗ nước ăn. Cái hồi đó anh ăn cái tô của anh là đó là bao nhiêu nha? Mình nhớ cái thời của anh ấy thì thường thường chị bán sẽ là 5.000 đồng một cái bát như này nha. Nó cũng có thể thì cái giá thay đổi, có thể là 3.000 chị cũng bán được. Thì chị đã giảm bớt cái phần lượng thịt ở trong bát này đi. Đó có 3.000 thôi nha các bạn. Đó 3.000 chắc lắm. Cách đây 20 năm rồi em. Thì bây giờ hiện tại là 40.000 một bát các bạn nha. Sau 20 năm thì nó lên đến gần, nó gấp 8 lần các bạn ạ. Mình
ngon lắm. Cái cảm giác mà ăn cắn vô cái cục thịt có da nó có béo lắm không mà. Ôi. Mình cắn vào cái lớp thịt nó rất là mềm mà cái mùi thơm của gia vị nó thoát ra cộng thêm cái độ béo độ ngậy của cái lớp thịt mỡ tuyệt vời. Mình thì mình đã ăn xong rồi các bạn ạ, thì chỉ một loáng thôi là mình đã ăn xong vì cái món ăn này nó rất là dễ ăn, và cái thứ hai là nó hợp với khẩu vị của mình. Còn nếu các bạn muốn thử xem khẩu vị rồi thì cái độ ngon của đến đâu thì xin mời các bạn về Nam Định nhé, qua con phố Minh Khai rẽ qua hàng bún trên giò Giả Cầy này, các bạn cảm nhận được cái hương vị riêng của cái quán ăn tại đây các bạn nha. Đó, và là ông đã ăn xong rồi đó nha. Ở ngoài rất tuyệt vời, là đầu tiên ăn món Giả Cầy ở Nam Định. Rất đang làm đồ. Chị còn chưa cần lấy tiền của mình các bạn ạ. Lý do đông khách quá, chưa kịp lấy tiền. Dạ. Dạ vâng, em gửi chị. Chúc chị càng ngày càng đông khách. Dạ vâng, em chào chị nha. Dạ vâng ạ, rồi em cảm ơn chị. Bây giờ mình sẽ đưa Lợi và các bạn đi khám phá những cái món ăn tiếp theo ở thành phố Nam Định nha. Là các bạn đi theo chân mình. Đi nhá. Dạ vâng, em chào anh nha.